Xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới bắt đầu, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình truyền hình trên kênh TN1, kênh chính trị tổng hợp, phát trên sóng vệ tinh Vinasat 1, truyền hình cáp Việt Nam, hệ thống số mặt đất, MyTV và một số hệ thống khác. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.